Ok rồi, chứ có mình là Subi đây. Thời gian thẩm thoát thôi đưa chắc là cũng phải một tuần rồi thì mình chưa leo anh thử chiến trong ạc của mình ấy nhở. Bởi vì là những ngày vừa qua thì game có ra mắt rank được live chiến đi các bạn ạ. Xong mình thành ra là leo được live chiến bành cuốn quá xong quên mất tử chiến luôn ấy. Thì hôm nay là mình sẽ trở lại để live tử chiến nha. Ui dồi ôi, tốc thách đấu bây giờ lên tận 147 sao này nè. Mẹ tại là mình có 106 sao thôi ấy. Trời ơi bỏ xa quá này, không biết là mình có đuổi kịp không nữa. Và cũng chỉ còn có chưa đầy một tháng nữa thôi là diễn danh rồi này các bạn ơi. Mình mà không là kiểu thách đấu làm về xương có cái nề đâu các bạn ạ. Nên là hôm nay bắt tay vào lắc thách đấu thôi nào. Nhưng mà leo rank bình thường thì nó quá là dễ rồi. Để mình xem là có sự kiện gì hay skin súng gì mới không nha. Ui kìa xa thì mình có rồi nè, và tấn bạch thì mình cũng có hòa nội nè. Vòng quay này thì mình cũng có luôn rồi nè. Ui da có rồi, AK rồng xanh cũng có rồi. Ui rồi, ác gì đây? Skin súng mới này các bạn ơi, 60 linh hỏa này, có chỉ số đó chính là tăng ngay độ chính xác và tăng một tốc độ hiện đại và trừ một tầm xa này. Ui, sao trừ tầm xa nhỉ? Khẩu này mà xa là có lợi lại trừ tầm xa, trời ơi. Và đi kèm đó là có khẩu 14 linh hỏa này. Ok thì bây giờ là mình sẽ quay cái khẩu 60 linh hỏa này và tí nữa là mình sẽ vào game để kết hợp với Iris để leo rank thì các bạn ơi. Ok luôn. Cơ 60 bản xuyên keo luôn nhá. Và tiện thể là test skin này cho các bạn xem sức mạnh như nào nha. Hình như là cái vòng quay này cũng ra mắt được mấy hôm rồi đấy, nhưng hôm nay là mình mới để ý các bạn ạ. Úi dồi ôi, ôi từ từ, nãy giờ là mình quay mình không để ý kim cương luôn á, trời ơi. Hình như là ba lucky nữa là mình trúng ý các bạn ạ. Biết ngay mà, ra luôn. Vai lừa. Vai trưởng, nó ra cầu 24, thôi mình mất hết lucky này các bạn ơi. Trời ơi, đúng là hút máu, thảo nào không ai quay cái... Thế vòng quay kim cương rất là hút máu ý các bạn ạ. Ok không sao, ạc mình kim cương mà, nên là quay để khi nào rai thôi nhé các bạn ơi. Skin súng là chỉ số ấy cũng bình thường, nhưng mà tại sao mà quay mẹ không dãy này. Nãy đi ăn ghê ra 124 ấy các bạn ạ. Ui ôi, chắc là phải tận 150 lucky mới ra kìa. Ui lấy lại ra 124 kìa. Ok ra 160 nè. Máy quá không phải đến 150 lucky. Quay lại ra 124 nữa này các bạn ơi. 3 khẩu 124 rồi đấy. Ok và mình đã bỏ ra gần 10 âm cơ để quay khẩu 160 linh hỏa này. Các bạn thấy có đáng không? Comment cho mình biết nha. Trời ơi. Ok thì mình sẽ mặc kỹ năng Iris kia với Laura, Moco và Maro nha các bạn ơi. Và skin kia còn tăng cả 2 độ chính xác nữa mà. Nên không biết là thế ở combo kỹ năng này bạn có ok không nhở? Và các bạn đừng quên cho mình xin một like ở kênh và đừng quên bật chuông ký nhận thông báo ra video nha. Còn bây giờ thì vô trận thôi nào. Úi dùi ui, biết ngay mà, lúc mình cần thì không bao giờ Gaena cho mình khẩu súng đó đâu các bạn ạ. Trận này đã không có 160 rồi. Ok không sao, mình sẽ bản dùng các kia với kỹ năng Iris nha các bạn ơi. Lâu đó chưa dùng kỹ năng xuyên keo ấy đấy, để xem là dùng kỹ năng xuyên keo trong từ chiến có ok không nha các bạn. Đây 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 đây. Úi dồi, từ từ. Ui, nó cầm shotgun kìa, trời ơi, shotgun tầm gần lợi lắm đấy các bạn ạ. Cũng là một tuần rồi mình chưa chơi từ chiến ấy, thành ra là hôm nay bắn nó hơi chưa quen lắm. Ok, không sao, ra đầu chỉ là nháp thôi. Úi dồi ôi, thắng không nhầm, mong là bạn kia thắng được, cố lên, cố lên. Ui thắng đâu, ui hay quá, trời ơi, tưởng thua chứ. Nhưng mà phải công nhận là quay vòng quay kim cương kia lúc nào cũng hút máu ý các bạn ạ. Trời ơi, có hẳn 10 cái kim cương mới ra khẩu 160 đói. Trời ơi, không đáng tí nào luôn á. Nhưng mà không sao, mình sẽ quay để review cho các bạn xem sức mạnh khẩu đó như nào nha. Ui dồi, ui ôi. Úi dồi ôi, nó yếu lắm ơi kìa. Mong là tí nữa sẽ ra 160 sớm cho mình còn review. Team để ở đi hết bên phải rồi các bạn ạ. À, đây là chỉ cần để bên phải thôi, còn bên trái không có ai đâu. Đây, từ từ, nào thằng bà ta. Ui dồi, chạy nhanh quá. Ê, đi mau nào vậy trời, giật cả mình luôn. Ui, vãi, không để ý map với các bạn ạ. À, bất cần quá, đây nữa. Úi dồi ôi. Nào, đâu nữa, đây, 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 đây. Úi dồi ôi, ba mẹo hồi nay, quá là kill luôn. Ui ơ kìa, xong để quá là kêu cho tui. Kỹ năng xuyên keo phải bản AVKM mới hợp lý đấy các bạn ơi. Nhưng mà mình không có mang kỹ năng Raphael rồi, nên là bản AVKM sẽ không có kiểu giảm thanh ấy. Không sao không sao. Đây 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 đây. Mày đi móc. Mày. Ây ạ. Ui ôi. Ơ kìa. Ơ kìa. Ủa sao tao lại yếu lắm ấy mà. Thế bắn mày không chết kìa. Trời ạ. Không sao sao. Cứu được cứu được. Ê cứu nhanh cứu nhanh. Cứu nhanh mọi người ơi. Cứu tui cứu tui. Ok ok bạn kia kiu kiu kiu. Trời mày quá. Tưởng là làm một chứ. Cố gắng nào chạy thẳng luôn 40 để tìm nữa tìm khẩu 160 nha. Úi giời ơi, bản AVK mơ chuẩn quá. Ok, còn 2 thằng nữa thôi các bạn ạ. Từ trên máy kia hay sao ấy? Không nhở? Ủa có keo đấy mà. À nhờ bo vào rồi, hình như nó chạy rồi hay sao ấy các bạn ạ. Mình cũng phải chạy bo thôi. Úi giời, à kia. À từ từ. Hở này. Ok kia. Này ui yếu lắm rồi kìa. Nào, này ui, lại qua lại chip vô kill, không được qua kill. Thế ra đấu lại chiến rồi, chắc là bây giờ mình sẽ quay trở lại chơi từ chiến nhiều hơn nha các bạn ơi. Nên là bạn đã có ý tưởng gì hay thử thách gì hay về từ chiến được quên comment cho mình biết nhá. Úi giời ơi, xuyên keo quá ok luôn. Trời ơi, lâu rồi kia là xuyên keo vẫn ok những ngày đầu tiên đấy các bạn ạ. À. Rồi, không câu giờ nữa, thắng luôn thôi là các bạn ơi. Úi giời ơi. Ai à, đây. Ui yếu lắm rồi kìa, vãi. Thế này yếu lắm rồi, nhưng mà bạn kia kiểu như là bị nó bắn chết kìa, tội vậy. Thành ra là mình bị KS thì các bạn ạ. À đâu, mình là người KS thì các bạn ạ. À. Nếu sao không KS thì nó cũng không thắng được các bạn. Phải là KS chứ. Này ui.
Ui ôi, có bạn KitKat của mình nha. Trận này lại không có 160 rồi các bạn ơi, buồn quá ấy. Ủa, gặp cúp đá của mình này. Từ sao nhìn tiếp địch trông cứ kỳ kỳ nhờ. Đừng bảo là kẹp hack nha. Bạn này mà kẹp hack là mình sẽ xử lý luôn nha. Úi dồi ôi, không biết là phải kẹp hack không nữa hay là kẹp bỗng nhiên nhờ. Thế nên kia dùng hack ghê luôn á. Ok, và sau trận này đã nha, để xem tình như nào nha các bạn ơi. Trận này có vẻ căng nè. Không biết là có hẹn bạn đó kẹp hack thật không nữa. Trời ơi, chả lẽ kẹp hack gặp đúng ngay chủ quân đoàn này thì đen cho bạn đó rồi. Ok, để xem nào. Chơi game ai là kẹp hack như này chứ. Từ. Ủa nhưng mà sao không thấy hack lộng hành nhở. Ủa, rồi là có hack không. Không biết là bot hay là hack nữa. Không biết là kiểu ạc mới là hack nữa. Nhưng mà mình vẫn nghi là hack lắm nha. Ui dồi. Ui, này. Ủa, thằng hack đâu rồi. Ủa, nhưng mà sao không thấy thằng hack nó làm gì nhở. Cố lên để thua. Ui hay quá, rồi mà thua là phí á. Kìa, nèo ra. Ui dồi ui. Nghi ngờ thế nhờ, không biết phải hack không nữa. Từ bây giờ làm mới thử đi này để xem là. À không phải, mình đang tính là đi như này để xem là thằng hack được có bắn mình không. Nhưng mà là bạn trong cuộc đời mình bắn này. Nãy giờ toàn thể thanh niên này bắn thôi các bạn ạ. Ủa, thằng này FK này các bạn ơi, rồi là có hack không. Kiểu cứ 50-50 các bạn ạ. Chẳng biết là bạn kia phải kẹp hack không nữa. Nếu mà kẹp hack thật thì mình sẽ xử lý, còn không thì chắc là do bạn đó ghép bao nhiêu sao cả phải team này thôi. Team này kiểu như là team bot hay sao ấy các bạn ạ. Nói chung cũng không biết nữa. Trời ơi, kiểu như là mình đang nghi ngờ thôi. Ui. À, xiên keo này, mình quên mất là mình có xiên keo. Nhưng mà tiếc quá, đây là chẳng có 160 các bạn ạ. Đủ hôm nay kiểu quay khẩu 160 mất 10 kem cương mà lại không ra 160 ấy. Úi dồi, đợi mãi chẳng thấy 160 đâu. Ủa, nó chạy đâu rồi nhờ. Ủa, còn một thằng này thôi, nó vừa đây mà. À, đây. Này, ôi kìa, trời ơi, ghê vãi, thằng này đàn ghê vãi chửi. Úi dồi, thằng kia gánh tim nãy giờ luôn, không phải thanh niên Zero kia. Chẳng biết là trận này như nào nữa, không biết là bot hack đây. Thấy bạn kia cứ đơ đơ ấy các bạn ạ, kiểu như là bạn đã FK rồi ấy. Úi dồi, mà sao, hình như là team kia như kiểu có 2.000 bắn thôi ấy các bạn ạ. Úi dồi ôi, không hiểu kiểu gì luôn. Ok, không sao, bắn nốt trận này ra sau tí nữa nào mình sẽ hỏi bạn kia sao phải hack không nha. Chứ không là toang lắm ấy các bạn ạ. Thành viên Kodan của mình mà kẻ hack là mình sẽ hết nha các bạn ơi. Nên là bạn nào mà gặp Kodan mình có nghi kẻ hack các bạn cứ báo cho mình nhá. Để mình sẽ xử lý nha các bạn ơi. Mà không được chưa kẻ hack hoặc là hack nha. Đó, không được hack và kẻ hack đâu nha. Sao team mình chết rồi, trời ơi. Ui dồi, ok hay quá. Đây. Này đây. Rồi, mình sẽ làm được các bạn ạ. Úi dồi, bạn kia chết lốt kìa, trời. Nãy lấy, bay đầu luôn. Còn đường cuối. Ừ, mình sẽ dài chỗ bạn này đã nha. Mình sẽ kê nó từ ngoài nha các bạn ơi. Không đẩy vào đâu, đẩy vào hơi nguy hiểm ấy. Mình sẽ đứng đây, mình sẽ bắn AFK mờ nhá. Đây rồi. Úi dồi. Nào ra đây. Ui, mình phải cân hai các bạn ạ. Nó cứu được chưa rồi. Không sao, cứu cũng được. Cứu để cơ hội cho mình con la kill. Lại. Mày ra bất ngờ đấy. Ok, còn một đứa nữa các bạn ơi, cần tất luôn. Chả biết phải hack không, nhưng chắc không phải hack đâu các bạn à. Hack mà bắn kiểu dạy à, hack mà để thua bọn mình cái này à. Này. Đây hình như là bạn, ờ đuổi, bạn trong quân đoàn này qua là kill luôn. Không có M60 nhưng mình bảo là với các M kia với Eric cũng ok quá ấy các bạn ạ. Rồi, ok bây giờ thắng luôn nha. Không câu giờ nữa, thắng để tí nữa lại đi kiếm M60 tiếp nha các bạn ơi. Này, úi dồi ôi, bay đầu ạ. Không phải là hack mà là Subi hay các bạn ạ. Trời ơi, mình bắn như hack cái này trời. Nó không hở đâu, lên mình bớt bắn được ấy. Nó hở một xíu ấy các bạn ạ. Ok, đây này, úi dồi ôi. Ủa, rồi là hack dữ chưa. Được rồi, thắng luôn thôi nào. Đây này, ui, một viên rồi nè. Chắc hiểu lắm rồi đấy. Cho quả lựu vào đây, không trụ ốc kìa. Vai và kia ăn mất rồi kìa. Ui dồi. Mà ai trưởng, 2 kill đều yếu rồi. Nhưng mà bạn kia ăn hết luôn. Này, à, xuyên keo nè bạn ơi. Nữa là sao được. Ok, thắng rồi các bạn ơi. Từ bây giờ là mình ra nhắn tin trong bốc chat hỏi bạn được có phải like không nha. May quá bạn được sống rồi này các bạn ơi. Bạn ghét nhiên sẽ gặp team này. Còn team này hay không thì mình không biết nha. Với cả đây chắc chắn là bạn ghét nhiên nha. Bởi vì gặp trên cùng là không có cái biểu tượng trong đội, trong nhóm ấy các bạn. Ủa rồi là M60 đâu rồi. Ủa không, mình cần sao chẳng thấy đâu ấy nhở. Mang cơ bộ kỹ năng xuyên keo mà nãy giờ chẳng được bắn 160 các bạn ạ. Cứ như là mình chấp team được kỹ năng ấy. Trời ơi, rồi nó ra bất ngờ thế nhờ giật cả mình. À các bạn ơi, rao chết mình không bắn. Mình vừa hỏi công là 160 có trong từ chiến không thì công bảo là xóa rồi. OB này không có 160 ấy các bạn ạ. Vãi luôn á, giờ mình biết luôn. Trời ơi, mất công nãy giờ là mình kiểu kiếm 160 với cả là bỏ 10 kem cương để quay 160 để review chứ các bạn sao thì cuối cùng là 160 không có trong từ chiến ấy. Vãi, mọi khi là thấy có mà tự nhiên bây giờ bảo xóa rồi, hơi bất ngờ nha. Vãi luôn á, thì công bảo là trong top súng không có khẩu 160 nên là chắc là 160 bị xóa rồi. Ui, không biết là có đúng hay không, các bạn comment confirm cho mình nhá. Còn bây giờ thì qua ra kill. Thôi coi như ở nay tặng Gana 10 kem cương nha. Quay súng sau chắc được bắn này chứ. Sinh tồn thì mình không bắn được, sẽ ở Việt Nam rồi bởi vì là Việt Nam là tách BC mà.
Thành ra là 1060 chắc là mình cũng chả bán bao giờ nữa đâu các bạn ạ. Trời ơi. Ok, hôm sao tạo luôn rồi các bạn ơi. Hôm nay là bán kia là xuyên keo kia với AVKM cũng được. Ok, còn cứu cuối kìa. Nào 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 nào, cứu cuối là cầu sư vi. Ok, đâu đâu đâu, cứu cuối đâu. Đấy rồi, úi trời ơi. Trời ơi, bạn kia chắc là cay lắm đấy. Ok, chắc là video này mình sẽ kết thúc lại nha các bạn ơi. Mai mình sẽ lại tiếp tục leo thách đồ cho các bạn xem nha. Và các bạn đừng quên cho mình xin một like ở kênh và đừng quên bật chuông ký nhận thông báo ra video nha. Còn bây giờ thì bye bye, chào các bạn.